thì nói về chứng chỉ ấy, thì có giới thiệu qua sơ cho các bạn một chút về các cái chứng chỉ này. Thực ra đối với mình là một người dạy 7 năm về cái bộ chứng chỉ ISCQB này thì mình thấy rằng nó còn rất nhiều điều nữa phải học các bạn. Chứng chỉ quốc tế nó là một cái mà nó là một cái mà nó thu thập những cái kinh nghiệm tốt của rất nhiều dự án trên thế giới, sau đó nó viết thành tài liệu và do nó chỉnh sửa trong nhiều năm. Để, gần đây nhất chỉnh sửa đấy là năm 2018 các bạn. Và cái tài liệu trước đó là năm 2012. Sau đó thì đến 2018 là lại chỉnh sửa một lần nữa. Còn chỉnh sửa nữa hay không thì tôi nghĩ là sẽ còn chỉnh sửa. Vì bao giờ nó cũng phải sửa cho kịp với thời đại, cho đúng với xu thế. Và vì nó là kinh nghiệm của nhiều dự án của nhiều nước trên thế giới nên nó sẽ chung chung, nhưng mà nó lại mang những cái kinh nghiệm kiến thức mà giúp chúng ta có thể học hỏi được nhiều thứ. Vậy nên là tôi mới nói rằng là dạy 8 năm, 9 năm trong cái phần về ISCQB, nhưng cũng có rất nhiều những thứ mà tôi phải tìm hiểu. Nhiều khi các bạn đặt câu hỏi, những bạn học viên đưa ra câu hỏi, tôi lại phải đi tìm hiểu lại. Và thực tế là đôi khi mình cũng là người học từ học viên chứ không phải chỉ là người đi dạy. Thì chúng ta có hai cái bộ là bộ ISCQB Foundation là mức cơ bản. Khi học về chứng chỉ này thì bao giờ chúng ta cũng phải học cái Foundation trước. Có Foundation rồi bạn mới được đi thi tiếp lên những cái khác, cái còn lại. Thì hai cái hướng là Foundation và hướng Advanced là hướng chính mà mọi người thường hay hay đi học, đúng không ạ? Đối với Foundation ấy thì tôi vẫn khuyến cáo rằng các bạn có kinh nghiệm 1 năm trở lên chúng ta sẽ học cái này. Còn dưới nữa thì đừng học, bởi vì dưới nữa các bạn chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm để học. Tại sao lại thế? Lẽ ra là chúng ta phải học nó rồi để đi làm, đúng không các bạn? Nhưng mà bây giờ chúng ta lại phải có kinh nghiệm rồi mới đi học cái này. Thì các bạn sẽ hiểu là này, thứ nhất là cái chứng chỉ này nó là tiếng Anh của thế giới nên nó rất là rộng và rất nhiều thứ. Đặc biệt nó lại là tiếng Anh, nó đọc nó rất là khó hiểu. Có rất nhiều khái niệm về chuyên ngành công nghệ thông tin mà một người mới vào thì không bao giờ có thể đọc và hiểu được. Còn để giải thích cho một người mới thì rất khó hiểu các bạn. Ví dụ như bây giờ mà tôi vừa dạy mà tôi lại phải giảng cho các bạn thế nào là test case à, thế nào là requirement analysis à, thế nào là UID, thế nào là SAS, thì cái đấy nó sẽ làm sao? Một là kể cả có giảng các bạn cũng không hiểu được, đúng không ạ? Không nhìn thấy thực tế thì cũng không hiểu được. Đấy, và cái thứ hai nữa là những cái giảng đấy của tôi đối với người mới thì họ vẫn cứ rất mông lung, cảm giác trong một đống bùng nhùng gì đấy á. Cái thứ hai nữa là khi không đi thực hành ấy, không đi vào thực hành làm một cái cụ thể nào đấy, thì khi mà tôi dạy với các bạn về rất nhiều các kỹ thuật khác nhau trong ISCQB thì best nhất cũng phải có 5 kỹ thuật thiết kế test case các bạn. Nếu như chúng ta không làm một kỹ thuật nào đấy thực tế thì khi dạy sang những kỹ thuật khác chúng ta cũng chẳng biết gì cả. Nên là cái Foundation nó không dành cho người mới được, mà nó nên dành cho người có 1 năm kinh nghiệm trở lên. Và cũng đừng quá 5 năm kinh nghiệm các bạn, quá nhiều rồi, học lại cái này chỉ để đi thi thôi chứ không cải tiến được cái gì cả. Thì với những người 1 năm kinh nghiệm, tôi mặc định rằng các bạn đã biết được một số những khái niệm, đã thực hành, đã có kinh nghiệm về những cái như là test case là gì, một số những level đã tham gia như là integration test, tham gia vào integration test rồi, có biết về test về function rồi, đúng không ạ? Sơ qua thì hiểu đâu đó mang máng là biết về performance rồi đó, một số thứ thôi các bạn, mà các bạn không bao giờ biết hết được. Các bạn sẽ không bao giờ biết hết được, bởi vì làm trong dự án chúng ta chỉ làm một số thứ trong này thôi. Còn ISCQB tập hợp của hàng nghìn dự án nên cái gì nó cũng rất nhiều, rất rộng lớn, và bạn có làm cả đời cũng không hết. Nên là khi chúng ta học là để chúng ta mở rộng cái đầu óc của mình, mở mang những cái chúng ta chưa được làm đến, để chúng ta có thể học hỏi thêm hoặc chúng ta có thể tham khảo thêm của thế giới, của những nơi khác để chúng ta về chúng ta áp dụng cho mình. Đấy là cái ý nghĩa của việc học ISCQB Foundation này. Và ở Foundation chúng ta sẽ có 6 chương, trong đó chúng ta có 4 nội dung tập trung vào cho nó. Đấy là thứ nhất là làm rõ về các khái niệm trong testing. Các khái niệm này có khi là chúng ta chỉ làm với một vài khái niệm thôi, chúng ta chưa biết hết. Và khi chúng ta nói với nhau về một cái gì đấy mà hai người nói chuyện không hiểu đúng thì sẽ dẫn tới cái câu chuyện nói chuyện tranh cãi với nhau, thật sự là nó sẽ làm sao nhỉ,
nó sẽ gây ra mâu thuẫn không có, không đáng có, đúng không ạ? Thì điểm đầu tiên các bạn sẽ nói với nhau về làm rõ về khái niệm. Tôi đã gặp phải một cái chuyện là nó cũng vui vui này thôi. Trong dự án thì anh PM dự án bảo tester là em ơi, em bây giờ em dạy cho anh lập trình viên nhà mình là làm unit test. Bây giờ thì anh chỉ giao cho em một việc là em cứ đưa ra một cái màn hình ví dụ như thế này, xong em chỉ cho họ cái cách mà nghĩ ra test case và test như thế nào để tìm ra lỗi trước cho bọn em. Sau đó thì bọn em đến giai đoạn integration test. Cái bạn tester đây bạn lại hỏi lại tôi là chị ơi, PM nhà em bảo test từng màn hình như vậy, đưa ra test case cho từng màn hình để lập trình viên test, thế có phải là unit test không chị? Đấy, hai ông hiểu khác nhau các bạn. Ông PM ông hỏi là test từng màn hình thì đấy là unit test. Còn test nhà mình sau khi học xong ISCQB bảo đấy không phải là unit test. Test một màn hình là integration test rồi. Và em tranh cãi với anh PM là bảo đấy không phải unit test đâu anh, nhưng anh PM thì không nghe em. Rõ ràng là chúng ta thấy là unit test là test từng đơn vị code một, tức là từng một cái component hoặc từng cái class một. Để test ở unit test thì nó không có giao diện các bạn, nó sẽ phải dùng script, dùng tool ấy. Đấy các bạn hiểu là dùng tool để test tự động ạ. Thì gọi mới gọi là unit test. Thế còn cái cô tester thì làm sao? Cô hiểu rằng là phải tích hợp vài cái module, vài cái class với nhau thì bắt đầu nó mới lên giao diện màn hình. Trong giao diện màn hình nó đã có những module làm việc với database, module ở nhau rồi. Thì cái màn hình đấy là integration test rồi, làm sao gọi là unit test được, đúng chưa? Thì khi mà cãi nhau về hai cái mà một ông hiểu unit test kiểu này, một ông hiểu unit test kiểu kia, thì rõ ràng là trong lòng sẽ cảm thấy nó không thoải mái và cảm thấy làm như kiểu bị bó buộc ấy. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng ISCQB giúp các bạn làm rõ các khái niệm này, giúp chúng ta trao đổi, giao tiếp với nhau trong dự án mà nói đến một khái niệm nào đấy thì cả việc... Chị ơi, không biết có phải đang không nhỉ? Em thấy thế à? Những bạn khác thì thế nào? Chị nói lại từ cái đoạn hai người hiểu sai unit test đúng. À thế à? Ồ, nặng là sao nhỉ? Khổ ghê cơ. Ok nha. Thì đấy là cái câu chuyện thực tế các bạn, là một cái ông lập ông PM dự án thì yêu cầu cô tester là dạy cho lập trình viên làm unit test. Nghe được chưa? Rồi ạ. Rồi. Thì ông PM thì ông ấy bảo là dạy như thế này này. Em cứ đưa cho từng màn hình một. Trên màn hình đấy em chỉ cho lập trình viên nhà anh là làm nào để nghĩ ra test case, nghĩ ra các trường hợp test, rồi nhập vào đây, rồi test, rồi tìm ra lỗi trước. Đấy. Sau đó thì khi tích hợp các màn hình lại với nhau, thì đến giai đoạn là của tester thì tester sẽ test. Thì cái cô tester thì cô học xong ISCQB rồi, cô hiểu là ông PM ông bảo là unit test kiểu này thì làm sao mà đúng được, bởi vì hiểu thế unit test là phải từng class, từng module trong code cơ, mà từng class và từng module á thì nó sẽ không có giao diện để nhập, vậy nên người ta sẽ phải sử dụng các cái unit test framework để cho test tự động ở đây. Đó, ở chỗ này là cũng test tự động ạ, nhưng mà test bằng lập trình bởi lập trình viên. Và người ta dùng unit test framework các bạn, để người ta giả lập đầu vào và giả lập đầu ra. Bởi vì một cái module thì nó không thể có cả database và có cả giao diện được. Nó có thể chỉ là module tính toán hoặc là module lấy dữ liệu từ database lên thôi. Chúng ta đi theo các cái tầng layer trong dự án ấy, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy các cái module code nó sẽ riêng rẽ với nhau. Thì hai ông này, ông nào hiểu sai, ông nào hiểu đúng thì cô tester cô có gọi lại cho tôi. Thì bây giờ tôi lại phải giải thích như này cho các bạn này. Rõ ràng unit test là test từng module một. Và muốn làm được unit test là phải dùng unit test framework để viết ra các script, để giả lập đầu vào và giả lập đầu ra để test. Không thể test trên giao diện được. Bởi vì khi đã có một màn hình giao diện để test thì có nghĩa là đã tích hợp nhiều module vào với nhau rồi. Ít nhất là 3 module, module về database, module ở giữa tính toán và module hiển thị. Chị ơi, đợt này nó đang bị ngắt, bị lắc rồi. Alo, cả nhà mình nhìn thấy gì chưa?
Em nghe thấy tiếng nhưng mà không nhìn thấy hình chị ơi. Bây giờ mới share. Xong chưa? Mọi người nhìn thấy màn hình của mình chưa? Em nhìn thấy rồi chị ạ. Này thấy các cháu học online đến khổ cơ. Cháu nào mà học qua Zoom á, ngồi được quay đơ quay lơ. Bọn mình dạy đại học qua cái team ấy, cũng team Microsoft team, nhưng mà giao bài tập cho bọn nó làm. Nếu mà hôm nào mà không chữa được online như thế này thì thôi lại ngắt lại offline, trả review comment về sau lại sửa lại. Nó cũng đỡ hơn, chứ cái bọn tiểu học thì phải dạy liên tục. Thực ra là dạy online là phải thiết kế lại bài tập, tất cả mọi thứ đều phải giao tiếp, trao đổi. Chứ còn nếu mà mình cứ nói tăng 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 như lúc nãy, cứ nói và không có giao tiếp gì thì nó sẽ dẫn tới cái buồn ngủ, mệt cả người dạy lẫn cái người ngồi nghe á. Ok, rồi chúng ta quay trở lại cái này nhanh nhá. Rồi chúng ta hơi cố nốt thôi, chỉ còn một slide cuối cùng thôi. Giới thiệu về hai cái foundation này cho các bạn. Đặc biệt là ở bên mình thì foundation có hết chưa ấy nhỉ? Chưa chị ạ. Nhờ đa số là cũng chưa có. Chưa có đúng không? Thì ở cái phần mà test ấy, chúng ta nói về hai cái khái niệm họ hiểu sai với nhau á. Thì ở đây ISCQB sẽ giúp các bạn làm rõ các khái niệm để mà chúng ta trao đổi và giao tiếp với nhau đúng hơn, để tránh người này nói kiểu này, người kia nói kiểu kia, đúng chưa? Thì người ta sẽ làm rõ cái phần khái niệm này. Phần thứ hai là chúng ta tập trung vào cái phần quy trình test. Và trong cái quy trình test này thì các bạn phải hiểu là quy trình của thế giới thì khi đưa vào từng dự án, chúng ta sẽ phải điều chỉnh và sửa cho từng dự án khác nhau cho nó phù hợp. Thì chúng ta cũng sẽ tập trung vào việc xác định các cái quy trình test cho từng loại dự án một thì nó sẽ như thế nào. Và loại thứ ba là loại về design technical, tức là các kỹ thuật thiết kế test case. Thì ở đây foundation chúng tôi giới thiệu cho các bạn 5 kỹ thuật khác nhau, dùng cho từng giai đoạn khác nhau, từng tình huống khác nhau như thế nào. Thì chúng ta sẽ phải hiểu là không phải dự án nào chúng ta cũng dùng test case giống nhau đâu các bạn nhé. Và đặc biệt khi các bạn học, các bạn làm tester, và càng có tester có kinh nghiệm ấy, thì chúng ta càng phải hiểu là mỗi một loại dự án khác nhau thì chúng ta cần phải có cái loại test case phù hợp khác nhau cho từng dự án. Cái thời gian để viết test case nó rất tốn thời gian, nên đối với tester có kinh nghiệm, các bạn cần phải học hỏi để làm thế nào mà design test case hiệu quả. Trong những dự án nó ngắn gấp thì sẽ có một cái loại test case khác nhau. Trong những dự án khách hàng yêu cầu nhiều, cần có tài liệu đầy đủ thì cái kỹ thiết kế test nó lại khác. Chúng ta sẽ sử dụng những cái kỹ thuật này phù hợp, linh hoạt theo từng dự án. Và cái cuối cùng chúng ta sẽ học đấy là test mindset. Cái focus này nó không phải là chương đâu các bạn nhé, nhưng mà chúng ta rút ra từ những chương này chúng ta thấy bốn cái điểm này. Cái mindset ở đây nó nói về những cái như là cái sự trao đổi giao tiếp tốt giữa test và lập trình viên này, rồi là cái nguyên tắc nguyên lý của test là các bạn phải giữ này, làm thế nào để luôn luôn đảm bảo là luôn luôn là đảm bảo là có được chất lượng tốt trong dự án. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là chúng ta làm như thế nào để tốt này, đúng chưa? Và đặc biệt trong cái phần test mindset ấy, chúng ta có một cái nhấn mạnh là sắp xếp thứ tự ưu tiên cho test. Bạn cần phải biết là phải test cái gì trước và cái gì sau. Nói chung thì về mặt thứ tự ưu tiên thì kể cả công việc cũng thế, bố trí một cách hợp lý, người ta gọi đấy là cái sắp xếp sự ưu tiên. Thì communication tốt, sắp xếp ưu tiên tốt, đấy là những cái mindset quan trọng mà một tester cần có. Thì đấy là phần foundation. Còn đối với cả advanced á, nâng cao á, thì chúng ta sẽ học tổng là có 3 module, nhưng thực ra là chúng ta có 10 chương học thôi. Còn khi thi thì chúng ta sẽ thi cho từng module khác nhau, tức là các bạn sẽ học tổng cộng là 10 chương cho cả 3 module. Khi chúng ta thi, chúng ta sẽ làm bài thi riêng cho từng module một. Module cho test manager này, cho test analyze, technical test analyze là những ông dùng tool đó. Đấy. Thì 10 chương này nó sẽ focus vào 5 vấn đề chúng ta phải giải quyết. Đấy là vấn đề về quản lý issue của dự án. Đấy là vấn đề về quản lý rủi ro của dự án. Metric và đo đạc là những cái thông số đo đạc, các cái báo cáo, các biểu đồ. Process, quy trình của test. Và chúng ta phải linh hoạt trong từng quy trình, define quy trình cho từng loại dự án khác nhau.
cuối cùng là chúng ta phải liên tục áp dụng cải tiến, làm nào để chúng ta đưa ra được một vấn đề nhưng lần sau chưa tốt thì phải cải tiến liên tục như thế nào. Thì đây là năm cái điều mà chúng ta sẽ tập trung trong mức nâng cao và thường dành cho những bạn mà có từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm trở lên. Thường mà chúng tôi cũng khuyến khích là các bạn đã làm test leader rồi, đã có kinh nghiệm 5 năm trở lên rồi thì nên học cái này. Vì nó sẽ cung cấp cho bạn nhiều những cái khái niệm mà có thể bạn chưa dùng đến. Bạn có thể lúc trước chúng ta quản lý là theo bản năng, theo những cái gì có vốn có. Thì bây giờ khi chúng ta học, chúng ta sẽ được mở rộng thêm nhiều khái niệm hơn, nhiều những cái vấn đề hơn để chúng ta tính trước, để chúng ta tính toán trước, chúng ta nhớ là phải có những cái nhiệm vụ này để chúng ta phòng trừ từ xa. Chúng tôi nói là chữ phòng trừ là bởi vì nếu như bạn không biết thì khi nào vấn đề đến chúng ta mới biết, và đến thì chúng ta không xử lý kịp. Thì ở đây tất cả những cái chứng chỉ hay những cái chuẩn trên thế giới nó đều giúp cho các bạn có được cái bức tranh rộng lớn về nhiều vấn đề khác nhau của dự án, và chúng ta biết cách để phòng trừ từ xa thì nó sẽ tốt hơn. Còn có thể là trong dự án bạn sẽ không gặp nhưng sang dự án khác sẽ gặp, nên là trong kiến thức về Advan cũng sẽ rất lớn, rất nhiều thứ chúng ta phải học, và bạn phải hiểu rằng nó đang cung cấp cho bạn rất nhiều những thứ đã gặp phải trên các cái dự án. Có thể là có 10 đến 20 vấn đề, nhưng khi các bạn vào từng dự án khác nhau bạn chỉ gặp được khoảng 3 đến 4 vấn đề thôi. Đấy, thì học là cái tốt để chúng ta làm sao có kiến thức và có thể dự đoán được từ trước để chúng ta lên kế hoạch và chúng ta phòng trừ. Thì cái ISTQB Advanced sẽ học trong khoảng thời gian khá dài, từ 10 đến 12 tuần, còn Foundation thì 7 tuần. Đấy là cái khóa học của trung tâm. Bạn có câu hỏi gì về khóa học này không? Khóa học về ISTQB Foundation nhỉ? Ừ. Foundation thì hôm trước em có hỏi chị là có học online không ấy, nhưng mà chị bảo là đấy là dịch nó đỡ rồi, nên là học ở trên Duy Tân thì em hơi xa. Hiện tại là khóa học online của trung tâm thì chúng ta sẽ học với lớp cũ bằng cách là xem live stream của lớp cũ, và khi nào có lớp mới thì mình lại tiếp tục đưa các bạn vào lớp mới để xem live stream. Học online thì chúng ta sẽ có một cái là lớp này mình không tổ chức theo kiểu là gọi nhau vào cùng một giờ đây. Nhìn thấy này, học cái khóa học online với chi phí rất thấp, chỉ khoảng 1,5 triệu thôi các bạn. Nếu các bạn học trực tiếp tại Duy Tân là 2,7 triệu. Thì online chúng ta sẽ xem qua live stream của lớp offline mà mình đã từng quay. Các bạn chỉ có một điều duy nhất là các bạn rất dài, xem live 2 đến 3 lần. Thì khi mà không có vấn đề gì không hiểu thì bạn có thể hỏi mình. Tức là tôi sẽ trả lời riêng từng câu hỏi của từng người thắc mắc. Còn nếu không ai hỏi gì là cứ mặc định là các bạn hiểu. Thì phản hồi của các bạn về học khóa học online này thì các bạn nói rằng là cũng hơi dài. Mỗi một live stream khoảng 1-2 tiếng, 1 tiếng đến 2 tiếng. Và có những cái khái niệm tua đi tua lại vài đến 3 lần thì sẽ hiểu. Nhưng khi hiểu rồi thì sẽ thấy là rất rõ ràng và dễ dàng tiếp nhận được những cái kiến thức và nó nhớ lâu. Thế còn nếu mà bạn không tự kiểm soát được thời gian thì có thể bạn chỉ học được độ khoảng 3-4 live stream, sau đó bạn nản, bạn để lại. Bạn mãi vẫn không kết thúc được khóa học. Thì cái đấy cũng là một nhược điểm của học online, nhưng mà không làm thế nào được. Giờ thì tất cả mọi thứ học online hay học gì đấy thì bạn phải chủ động, không thể chờ đến giờ lên lớp của giáo viên để nhắc các bạn được. Thì chúng ta sẽ thấy là cái cách học live stream như vậy, qua cái live stream như vậy nó sẽ chủ động về mặt thời gian, giảm chi phí. Chỉ có một điểm duy nhất là bạn phải rất chủ động và phải tự quản lý thời gian của mình để tự học. Tự xem và không hiểu cái gì thì sẽ hỏi. Bộ đề bộ hướng dẫn chữa đề thi, và có nghĩa là bạn làm xong đề nào thì bạn có thể xem video hướng dẫn cách chữa đề thi ở đấy.
vì thế với cách học online này mình cũng không phải support các bạn rất có mình lại thì các bạn cũng sẽ thấy là rồi cũng chỉ được hết. À, có những vấn đề gì không hỏi không hiểu mình có thể chỉ bạn nên xem ở cái đoạn này của video này xem đi xem lại lần nữa, trường hợp mà khó hơn nữa thì mình sẽ trả lời trực tiếp. Thì đấy là cái cách mà hỗ trợ online cho bạn học tại nhà ở từ xa, rồi từ trước đến nay trung tâm đều áp dụng học online như vậy. Và cũng phải nói với các bạn là không phải ai học online cũng thành công, cũng một tỷ lệ là học 2 năm cũng không xong có khóa online đấy, đúng không ạ? Thường chúng tôi khuyến cáo các bạn chỉ học trong vòng 2 tháng thôi. Nhưng có nhiều người thì không có ai push, không có ai dục thì lại quên không học. Thì cái đấy thì chúng ta trong thời điểm dịch này là bất khả kháng rồi. Không mở được offline thì chúng ta phải online. Thì chúng tôi đã bằng cách là giảm chi phí cho các bạn, thì còn lại là các bạn sẽ phải tự cố gắng ở bản thân mình. Bên trung tâm nhá. Được chưa? Bây giờ thì nghe rõ rồi ạ. Vâng. Rồi rồi. Chắc là chị không xem màn hình đấy, sẽ nhanh hơn đấy. Bên trung tâm thì sẽ không tổ chức thi. À, bên trung tâm thì sẽ tổ chức thi một tháng là hai lần. Một tháng là hai lần. Và bạn nào học xong thì bạn ấy thi trước. Nếu mà sau đợt này có khi của tôi phải tổ chức một tháng bốn lần thi á. Thế nên là nếu mà hỏi là bao giờ thi thì đấy là tùy các bạn. À, còn trung tâm thì sẽ tổ chức thi liên tục cho các bạn. Một tháng 2 đến 3 lần thi, bạn đăng ký xong rồi bạn chuyển khoản là bắt đầu tham gia thi. Thường thì tôi khuyên cáo rằng khóa này chúng ta chỉ nên học tập trung trong vòng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng thôi, để càng lâu càng nhanh quên, bởi vì nó là những khái niệm, nó là tiếng Anh, nên là học dài quá là sẽ quên. Mà các bạn sẽ thấy cái khả năng tập trung của mình nó cũng không cao, nên là kể cả bạn học kiến thức ấy, bạn cũng chỉ học tập trung trong vòng thời gian ngắn thôi. Xem liên tục các live stream, các video của mình thì các bạn còn hiểu logic của nó và thứ tự của nó. Để lâu lâu rồi không xem lại nó lại như mới ấy. Bạn hiểu chưa? Vâng ạ. Cái live stream thì nó sẽ quay rất sát bảng, và những gì mình vẽ và minh họa trên bảng các bạn đều có thể nhìn thấy. Vậy nên việc yêu cầu của các bạn là cố gắng xem đi xem lại nhiều lần. Có những cái khái niệm mà kể cả những bạn học offline ở trên lớp á, ở Amela các bạn đã học offline rồi các bạn cũng biết á, thì đối với những người học offline chúng ta có thể hiểu rất nhanh 80%, nhưng mà chỉ về nhà khoảng 2-3 ngày không động đến sách vở là quên luôn khoảng 30% rồi. Là các bạn học offline vẫn phải xem live stream lại, vẫn phải xem đi xem lại nhiều lần. Chỉ có điều ở trên lớp thì chúng ta tập trung hơn, không bị sao nhãng công việc thì chúng ta hiểu nó nhanh hơn thôi. Nhưng mà vẫn phải xem lại live stream. Vì thế nên là xuất phát từ cái nhu cầu này mà tôi phải quay lại trước đây cho các bạn ạ. Hôm nay em có ghi cái câu hỏi mà học nếu mà trình độ tiếng Anh kém ấy thì mình phải học như thế nào để nó hiệu quả ấy, và thi được ạ. Đây. Đây, chị quay lại cái câu hỏi này thì thực ra kém thì ai cũng kém như em á. Bởi vì là đối với các bạn tester kia, chị cứ cho là em học công nghệ thông tin đi đúng không? Ra trường đi làm luôn làm tester, và chị cũng như em ngày xưa cũng kém tiếng Anh lắm. Thực ra gặp khách hàng cũng không dám chào cơ. Đọc tài liệu cũng không đọc hết được đâu. Nhưng mà vì công việc ép buộc thì tiếng Anh của mình nó cũng lên dần đó. Thì bây giờ học cái chứng chỉ này nó cũng như vậy. Nếu em coi cái chứng chỉ này là một áp lực để em học, để cả rèn luyện tiếng Anh, thì nó cũng có tác dụng giúp cho em đọc tiếng Anh nhanh hơn nữa đó. Thì, thứ nhất là phía trung tâm thì chị dạy bằng tiếng Việt nhé. Nhưng chị viết bằng tiếng Anh. Chắc chắn sẽ viết bằng tiếng Anh để cho các bạn viết xuống dưới vở cũng bằng tiếng Anh. Để chúng ta nhìn cho nó quen dần đi. Thứ hai nữa là tài liệu của chị là song ngữ, có nghĩa là sẽ có cái bản tiếng Anh, tiếng Việt ở trên, tiếng Anh ở trên, tiếng Việt ở dưới để giúp cho các bạn học ban đầu. Nhưng về sau lại cung cấp một tài liệu nữa là tài liệu chỉ có tiếng Anh thôi, để bắt buộc các bạn phải đọc tiếng Anh. Video live stream cũng bằng tiếng Việt để cho các bạn hiểu khái niệm, kiến thức. Sau đó thì các bạn đọc lại tài liệu thì nó cũng dễ dàng hơn, nhanh hơn là so với các bạn chỉ đọc tài liệu tiếng Anh trên mạng. Đấy. Và khi tôi viết và tôi trình bày trên bảng ấy, thì tôi có nhắc đi nhắc lại về những khái niệm, về những cụm từ được dùng trong ngành công nghệ thông tin. Thì về sau các bạn sẽ thấy là chúng ta cứ dùng những cụm từ đấy mà không cần phải dịch nữa. Chúng ta hiểu ngầm luôn trong đầu rồi. Ấy thì vì thế mà tôi muốn các bạn học và xem cái bảng tôi đã viết những cái từ đó. Các bạn lúc học các bạn chép xuống vở
và chép đi chép lại nhiều lần là các bạn cũng thuộc những cái từ đấy. Và sau này thì các bạn tự đọc lại tài liệu tiếng Anh nó sẽ rất nhanh và dễ dàng. Còn cái việc luyện đề thi ấy, thì nó không liên quan đến tiếng Anh hay tiếng Việt. Bởi vì luyện đề thi là đi theo tip. À, chúng ta sẽ có tip, rồi có tra sách, rồi có học thuộc. Vậy nên là các bạn sẽ có các cái cách để luyện đề thi, rồi có cách hướng dẫn để chúng ta thực hiện. Còn cái phần thi đấy, có nhiều người giỏi tiếng Anh, có nhiều người nhiều năm kinh nghiệm nhưng mà vẫn thi trượt. Bởi vì là chúng ta không thuộc sách, nên là tôi vẫn phải yêu cầu trong quá trình hướng dẫn các bạn sẽ phải làm tài liệu tóm tắt bằng tiếng Anh và học thuộc bằng tiếng Việt. Ghi nhớ từ khóa tiếng Anh để chúng ta làm đề, thì đấy là những cái tip để trả lời câu hỏi. Nên là bạn yên tâm là với tiếng Anh không tốt thì chúng ta vẫn có thể học được khóa này. Và tôi cũng khuyên rằng các bạn nên học đi, bởi vì muốn cải thiện tiếng Anh thì chẳng có cách nào khác là dùng những tài liệu chuyên ngành này để học là một cách tốt nhất để cải thiện tiếng Anh. Bởi vì sau cái khóa này bạn đọc tài liệu mà cỡ khoảng 50 trang mà bạn thấy nó cũng bình thường thôi ấy, thì khi vào dự án đọc những tài liệu khác của dự án cũng sẽ thấy là rất dễ đọc các bạn. Đấy là quá trình chúng ta cũng coi như là việc chúng ta rèn luyện tiếng Anh luôn. Còn nếu mà bạn cứ mãi không học nó mà cứ nghi ngại tiếng Anh và cứ đi học ở bên ngoài thì tôi nói thật là tiếng Anh ở bên ngoài không giúp được gì cho các bạn đâu. Một là tiếng Anh không chuyên ngành, hai là ở bên ngoài người ta học quá nhiều ngữ pháp, quá nhiều những cái cấu trúc câu, trong khi bạn nhìn đấy, công việc của mình đâu có dùng nhiều đến ngữ pháp đến thế đâu. Công việc của mình cũng chỉ dùng đến thì hiện tại với thì quá khứ là hết cỡ. Rồi ngữ pháp, cấu trúc câu thì cũng chỉ có câu khẳng định và câu hỏi và một số cấu trúc đơn giản học ở trường thôi. Vấn đề bây giờ là nhiều từ. Vấn đề bây giờ là làm nhiều, đọc nhiều thì mới tốt được tiếng Anh trong ngành công nghệ thông tin. Đó, bạn hiểu chưa? Còn học viên của tôi thì tất cả các bạn đều kêu là tiếng Anh cả. Học xong khóa phần luyện thi của mình tương đối đầy đủ nên bạn yên tâm. Và tôi cũng vừa nói rồi là nó không bị ảnh hưởng gì bởi tiếng Anh của bạn tốt hay xấu cả. Nó liên quan đến việc học thuộc và những cái tip, những cái phần mà chúng ta biết cách trả lời. Bạn nữa đi. Chứ em hỏi thử nhé, nếu mà trong trường hợp không học online mà mình tự học ấy thì nó liệu có kết quả tốt không hả chị? Nếu như cái gì em? Nghĩa là cái tỷ lệ ấy, nếu giả sử như là mình học tự học ấy ở nhà ấy để sau đó đi thi ấy, thì cái kiến thức cũng như là cái tỷ lệ đỗ ấy, thì nó sẽ như thế nào? Nhiều bạn tự ôn thi mà. Vấn đề là cái công ty mình thì những cái bạn mà những cái công ty mà chúng ta làm chuẩn quốc tế rồi, ví dụ như F-Shop chẳng hạn, hoặc cái môi trường họ làm mà các cái khái niệm đấy nó đi theo chuẩn ISQB rồi thì tỷ lệ đỗ của họ cao hơn, bởi vì là họ làm đúng theo chuẩn. Còn ở nhiều công ty khác chúng ta đang làm theo kinh nghiệm và việc trả lời theo kinh nghiệm là sẽ trượt. Nên là việc tự ôn nó sẽ bị như vậy. Khi mà tôi dạy cho các bạn ở các lớp ấy, ôn ấy, thì tôi vẫn thường hay nói một câu là các bạn mà cứ trả lời câu hỏi theo kiểu kinh nghiệm, kiểu gì cũng sai. Kiểu gì cũng sai. Kinh nghiệm mình làm nó khác sách. Đó. Còn nếu như các bạn muốn tự học thì các bạn phải tự tóm tắt được và tự tìm ra được những cái chính, keyword chính để học thuộc. Học thuộc mà là một chuyện là bạn phải học hiểu nữa cơ. Càng lên nâng cao, lên advan á, thì nó càng thi những cái câu hỏi dạng học hiểu. Và học hiểu như vậy thì có nhiều khi mà đề là đề cũ cho các bạn làm ở nhà mà bạn vẫn không hiểu là gì cả. Bạn vẫn không biết nó vì sao và lý do gì, thì cái việc học thuộc vào trúng tủ ấy, nó sẽ có nguy cơ của việc trượt rất cao. Bởi vì tổ chức ISTQB thì họ thay đổi đề liên tục. Và nếu như họ cứ thay đổi đề khoảng 20-30% thôi ấy, thì các bạn cũng vẫn trượt. Vì một là những cái câu đề cũ các bạn đã không nhớ vì sao nó lại trả lời 2-3 đáp án như vậy. Lý do, nguyên nhân đúng không ạ? Vì chúng ta không hiểu bản chất. Còn cái
những cái câu mới chúng ta không trả lời được, đấy là nguy cơ của việc chúng ta trượt là do chưa hiểu này. Cái thứ hai nữa là cái kinh nghiệm của chúng ta làm nó không đúng với chuẩn. Rất nhiều công ty chúng ta không đúng với chuẩn nên là chúng ta không không thể lấy kinh nghiệm ra để trả lời được. Chúng ta buộc phải học thuộc sách. Bên F-shop và một số bên khác thì họ chuẩn rồi thì họ lại tự training đào tạo cho nhau và họ cũng có cái cách học. Nhưng mà chủ yếu ấy, thuận lợi của họ là bởi vì khi họ đọc đến cái chuẩn này, đến cái phần nội dung này thì họ thấy nó rất giống với công việc của mình. Nhưng ở nhiều nơi khác thì chúng ta set up công ty ấy, ngay từ đầu set up quy trình và mọi thứ là chúng ta set up từ kinh nghiệm mà lên, của một người nào đấy mà lên. Và kinh nghiệm đấy chưa chắc đã đúng với ISTQB đâu em. Em hiểu không? Vâng ạ, em hiểu ạ. Anh mang được. Thông thường thì cái thời gian để dành cho cái việc học này thì như chị nói là khoảng tầm tháng rưỡi đến 2 tháng thì mình trung bình một tuần chẳng hạn dành ra khoảng bao nhiêu lâu để đủ để có thể học ôn thi này. Trong thời gian học hoặc là thời gian mà ôn trước kỳ thi cái bộ đề ạ. Thường là từ 2 tháng, ngắn quá cũng không được nhưng dài quá cũng không nên. Bởi vì là nếu mình để ngắn quá thì mình không kịp học, nhưng mà dài quá thì nó lại lan man và để lâu là quên. Đấm ra là đối với mỗi một cái chứng chỉ như là ví dụ như ISCQB Foundation ạ, thì bắt đầu từ lúc học cho đến lúc thi thì chỉ nên là 2 tháng thôi. Advan thì chỉ từ lúc học đến lúc thi module đầu tiên là khoảng 3 tháng. Tiếp theo nữa 2 tuần tiếp theo mình nên thi module tiếp theo luôn. Đấy, có những bạn thì thi luôn cả 2 module cùng một lúc cũng được. Bởi vì là cùng một công học vẫn phải học lại 10 chương. Đây là đang hỏi về foundation ạ. Foundation 2 tháng. Em hỏi về cái foundation đi chị ạ. Foundation là 2 tháng. Không được à? 2 tháng cảm thấy ngắn quá à? Ý em là trong khoảng thời gian 2 tháng đấy thì ví dụ trung bình một tuần nên dành ra khoảng bao nhiêu tiếng ấy để học ấy? Là tốt nhất và... đấy. Nếu em học thì ngày nào em phải học lại có trung bình bao nhiêu tiếng một tuần? Học. Ừ. Ngày nào cũng phải học thôi. Vâng, ví dụ như là học trong 2 tháng là học hết. Của cái ISTQB Foundation còn thời gian sau đấy là phải ôn ôn cái bộ đề ấy chị, thì cái thời gian ôn bộ đề thì có phải dành nhiều thời gian hơn không? 2 tháng đấy là tổng cả thời gian học và thời gian ôn á. Bởi vì nếu như em ngày nào cũng học thì chỉ hơn 1 tháng là em đã học xong 6 chương rồi. Khoảng tháng rưỡi là em học xong 6 chương rồi. Còn em chỉ cần 2 tuần dành ra để luyện đề thôi. Mà thường trước khi thi người ta chỉ cần khoảng 1 đến 2 tuần luyện đề để thi thôi. Chứ còn nếu chưa có lịch thi thì đừng có luyện vội bởi vì là nó sẽ nhanh quên. Vâng, thế chắc đang đợt dịch này thì không khó chị nhỉ? Đang đợt dịch này thì mình sẽ học theo kiểu học hiểu kiến thức. Học hiểu ạ, tức là mình sẽ xem live stream, xem chi tiết để hiểu. Cái chỗ nào không hiểu thì tua lại để xem. Còn khi có lịch thi, bắt đầu mình chỉ lên kế hoạch thi ôn thi trong 2 tuần. Thì bắt đầu từ lúc lên kế hoạch và đóng tiền thi là bắt đầu em phải học liên tục hàng ngày. Tạo tài liệu tóm tắt, học thuộc, làm đề, xong lại xem lại tài liệu. Liên tục như vậy nó nhớ. Tại sao chị cho là 2 tuần là bởi vì nếu em để dài hơn ấy, 1 tháng em cũng sẽ rất nhanh quên. Cứ hôm nay đọc được cái này, mai đọc cái khác, xong quay trở lại nó lại quên mất rồi. Nên là ngày nào mình cũng phải đọc. Mà muốn tập trung như vậy thì mình chỉ tập trung trong vòng 2 tuần để ôn thi thôi. Học thuộc mà, học thuộc làm đề mà, nên là nó chỉ ngắn như vậy thôi. Còn mình để dài quá thì mình lại càng dài thì mình lại càng lan man. Mà đối với những người để dài ấy, ví dụ như chị thấy là thống kê ở trung tâm ấy, là có những bạn xin hoãn thi. Tuần này em chưa học kịp đâu cô ạ, để tuần sau em thi, để đợt sau em thi. Thế là hoãn thêm 2 tuần nữa. 2 tuần nữa tưởng học thêm được cái gì, cuối cùng là vẫn không thêm được cái gì hết. Và vẫn trượt như thường vì là cái thời gian dài nhưng mà cái độ tập trung không cao. Khi không tập trung cao mà cái gì cũng cảm giác như mình biết rồi ấy,
nhưng biết như vậy là không kỹ và không chắc chắn, dẫn tới là lần tới thi vẫn trượt. Vâng, em hiểu rồi chị ạ. Mọi người có ai đặt câu hỏi thêm gì nữa không em ơi? Có gì mọi người cứ bật mic lên để trả lời nhé, không lại không biết là mọi người có nghe gì không? Em không ạ, câu em cần hỏi thì thấy mọi người cũng hỏi hết rồi. Ờ ok nhá, vậy thì hôm nay mình dừng ở đây nhá. Cảm ơn mọi người. Đấy, vất vả quá, xem hơn 2 tiếng, nghe hơn 2 tiếng liền. Vâng ạ, ok, cảm ơn chị. Nếu mọi người không có câu hỏi thì nữa mình dừng buổi học ở đây nhá. Vâng ạ. Linh ơi, sau đó xin hộ chị cái record này nhá. Vâng ạ, ok chị.